Xin chào tất cả các bác yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì em sẽ nói về một cái nội dung khá là thú vị và hay và rất là cần thiết đến thời điểm hiện tại. Đó là cách mà chúng ta chống nóng cho Lan. Một cái nội dung mà khá nhiều bác hỏi, cũng như là khi chơi Lan thì chúng ta rất là lo lắng. Bởi đến mùa hè, mùa hạ đấy, thì chúng ta nhìn thấy cái cây lan rất là sót. Thì mời các bác cùng xem nhé. Điều đầu tiên ấy, các bác cũng cần nắm được một chút là khí hậu nước ta ấy, thuộc cái loại nhiệt đới, gió mùa. Cho nên là bản chất là nó khá là nóng. Đối với miền Trung và miền Nam thì gần như là nóng quanh năm các bác. Còn với anh em khu vực ngoài Bắc thì nó phân chia mùa rõ rệt. Nhưng mà đến mùa hè thì cực kỳ nóng luôn. Như vậy tóm lại là khí hậu nước ta toàn khu vực thuộc vào khí hậu nóng các bác. Chính cái vấn đề nóng này cho nên anh em cũng tìm đến cái cây lan. Thứ nhất là tạo cái độ thư thái. Rồi là có một cái khoảng không gian cho bản thân mình chơi và đam mê. Nhưng mà có một cái chung, đó là làm cho chúng ta có một cái nơi mà nó mát mẻ, thư giãn hàng ngày. Có nghĩa là bản thân chúng ta là mong muốn tìm đến một cái nơi mà nó mát mẻ để chúng ta thư giãn. Chứ còn cây lan thì không phải là nó mong muốn được chúng ta chăm sóc, mà bản chất của nó là nó muốn sống ở cái môi trường tự nhiên của nó cơ. Đó là môi trường rừng, đúng không ạ? Như vậy chúng ta đang sử dụng cái cây lan để làm cho bản thân chúng ta có cái không gian mát mẻ để thư giãn. Có nghĩa là cây lan phục vụ cho mục đích của chúng ta và hướng đến cái đẹp các bác nhé. Đây là cái mà chúng ta phải nhìn nhận. Tránh cái trường hợp hiểu là gì? Bản thân mỗi chúng ta đang nóng, chúng ta không biết cách phải làm sao cho người chúng ta mát. Đang phải dùng những cái quạt hơi gió rồi là những cái điều hòa để làm chúng ta mát. Còn chưa đủ thì nghĩ đến cây lan để làm gì? Nó sống tự nhiên được thì cứ để cho nó sống. Không phải đâu các bác. Cây lan nó khỏe, nó sống đẹp, nó có một cái môi trường tốt, đó là thoáng mát, để nó sống, nó phát triển. Thì cái bản chất cuối cùng là nó phục vụ cho bản thân mỗi chúng ta mà thôi. Đấy là chúng ta phải nắm được các bác nhé. Từ cái lý do đấy, cho nên bây giờ chúng ta với hiểu một điều. Chúng ta sẽ làm cho vườn lan của chúng ta được phát triển tốt nhất. Nó có cái độ thoáng mát để phục vụ cho bản thân chúng ta có một cái không gian nghỉ ngơi, thư giãn, cảm nhận cái đẹp trong cái sự thoải mái và mát mẻ các bác nhé. Để làm được điều này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Em chia sẻ những cách như thế này. Việc đầu tiên là chúng ta cần phải tạo một quần thể tiểu khí hậu dành cho khu vực trồng lan. Cái này rất là quan trọng các bác nhé. Bởi vì nhiều bác ấy trồng lan thì do cái không gian khu vực của mình nó theo cái kiến trúc không gian nhà vườn, cho nên chúng ta thường để lan nó không tập trung, chỗ này vài cây, chỗ kia vài cây, nó không có tập trung các bác. Chúng ta đã xác định một công chăm sóc và cái khu vực làm sao đảm bảo cho cái khu vực lan nó phát triển và nơi chúng ta thư giãn chơi thì nên để nó tập trung. Để lan tập trung thì tiện trong cái vấn đề chăm sóc. Và thứ hai là nó sẽ cộng sinh để tạo một cái môi trường gọi là tiểu khí hậu, nó thoáng mát. Nếu chúng ta trồng nhiều cây thì nó sẽ khí hậu của nó, độ ẩm của nó sẽ duy trì lâu hơn. Nó đảm bảo được cái độ mát mẻ dài hơn. Cho nên là chúng ta để cây tập trung các bác nhé. Cái vấn đề thứ hai là đối với lan thì nó sẽ chia làm hai cái dòng chính. Một là dòng thân thòng, hai là dòng đơn thân rễ gió. Đấy là hai cái dòng lan mà chúng ta theo đuổi và cũng như là hai cái nhóm chính trên thị trường, đúng không ạ?
Thì đối với dòng thân thảo đây, ví dụ như những cây phi điệp này, hay là trầm này, rồi là những cái cây rất là nhiều, nói chung là cực kỳ nhiều dòng thân thảo luôn. Đã, thì chúng ta xác định một điều là nó có khả năng nó cảm nhận và thích ứng được tốt hơn với cái môi trường khí hậu nóng. Đó. Còn những cái cây mà dòng đơn thân rễ gió, những cái dòng bản lá to, thì cái khả năng mà nó cần cái độ mát là cao hơn và nó thích ứng với cái môi trường nóng là kém hơn, nó không chịu được nóng. Cho nên chính vì vậy nên khi mà chúng ta treo lan ở trong một cái quần thể thì lưu ý là để những cây dòng thân thòng ở phía trên, ưu tiên ở phía trên. Còn những cái cây mà đơn thân rễ gió thì chúng ta nên đặt ở cái lớp phía dưới đó, thì nó sẽ đảm bảo hơn. Để thực tế cho các bác dễ hình dung thì em sẽ quay đến đây nhé. Toàn bộ khu vực phía trên là dòng thân thòng, và khu vực phía dưới, đây là dàn 2 tầng các bác nhé, thì đều là những cái dòng mà đơn thân rễ gió, ví dụ như là sóc, cáo, trồn, quế đó, những cái giò đặt ở phía dưới. Đấy, như vậy là nó sẽ có được cái hệ thống ở phía trên là những cây thân thòng, nó phù hợp với cái môi trường là nóng, chịu được nóng tốt hơn, thì nó đã che chắn một phần nóng. Và phía dưới đây thì độ ẩm nó cao hơn, cường độ ánh sáng thấp hơn, thì nó sẽ phù hợp với những cái dòng rễ gió nhé. Ví dụ như những cái chậu quế, nó sẽ phát triển cực kỳ tốt luôn các bác, cực kỳ tốt luôn, xanh tươi tốt. Đó. Những cái sắp xếp này nếu chúng ta không có khoa học và không nắm được cái đặc tính của cây thì sẽ không bao giờ phát triển được. Ví dụ như những cái chậu quế mà chúng ta đặt ở phía trên, thân thòng đặt ở phía dưới, thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy được điều ngược lại nhé. Nó không tốt đâu, nó sẽ cháy toàn bộ lá, vàng lá, nhăn lá liền. Cho nên là các bác chú ý một điều, sắp xếp cây theo đặc tính. Những dòng thân thòng thì đưa lên trên, những dòng đơn thân rễ gió thì nên hạ xuống càng thấp càng tốt. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai liên quan đến cái việc làm giảm nhiệt cho vườn lan của chúng ta. Thì các bác chú ý là cần phải có mái. Mái là một cái nội dung mà rất là quan trọng. Em đã có một cái bài phân tích riêng về cái phần mái rồi. Nó đảm bảo cái sự ổn định cho cây các bác nhé. Bởi vì không phải lúc nào khí hậu nó cũng đảm bảo. Và chúng ta chơi lan thì nó nhiều năm. Mà thời tiết của chúng ta, khí hậu của chúng ta thì trong những năm gần đây thì nó rất là phức tạp, khó lường. Ví dụ như là sương muối, rồi là mưa đá, rồi những ngày nó nắng nóng một cách kinh khủng luôn. Cho nên cần phải có mái. Còn bác nào nói rằng là trồng lan không cần mái thì cứ thực hiện trồng. Nhưng mà sẽ có lúc mới thấy được, mới cảm nhận được. Bởi vì sự việc nó xảy ra, nó đến thì chúng ta mới thấy được cái giá trị. Bởi vì chúng ta đang làm mái là làm mang tính chất là gì ạ? Lâu dài, và lường trước những cái vấn đề nó có thể xảy ra và ảnh hưởng nguy hiểm đến cây lan, đúng không ạ? Ví dụ cả một cái dàn lan tầm 100m², 200m² đi, mà giả sử như một trận mưa đá như cái năm ngoái hoặc là đầu năm vừa rồi, thì có lẽ là nó sẽ đi hết cả một toàn bộ cái vườn lan luôn. Đó, thì chúng ta phải xác định một điều là như vậy. Chúng ta bảo vệ là bảo vệ trong một thời gian dài, chứ không phải là nhìn ở cái điểm tức thời. Cứ bảo là bây giờ nó không được gì, khí hậu thì cây lan nó phải mưa nắng thế này thế kia, nhưng không phải đâu các bác. Chúng ta đang nghĩ vấn đề thông thường và chơi lan chưa đủ độ dài. Chơi lan dài rồi thì chúng ta phải hiểu được, để có được một cái giống lan chúng ta phải mua rất là khó khăn để có được một cái giống lan chuẩn. Trồng và chăm sóc nó không phải là 1 tháng, 2 tháng, mà là 1 năm, 2 năm, đến 10 năm, dài hơn nữa. Trong khoảng thời gian dài như vậy, có đảm bảo được vấn đề về an toàn, về thời tiết, về sự ổn định hay không? Chúng ta phải nhìn nhận nó ở vấn đề lâu dài các bác nhé. Đó, cho nên là cần phải có mái. Cái thứ hai là nếu nói về mái, mục đích của nó là che mưa, che nắng, giảm nhiệt cho cây. Thì các bác xác định mái, dù là mái gì đi nữa thì nó làm cho giảm nhiệt, đúng không ạ? Giảm nhiệt do là nó hấp thụ, và khi nó hấp thụ rồi thì nó phải tỏa nhiệt. Thì nếu như
cái tỏa nhiệt của nó thì nó có thể ở trong một cái phạm vi xung quanh mái, nhưng mà nó cũng có khả năng hất xuống. Đấy, đa phần là vậy, nó hất xuống và làm cũng một phần làm nóng cái không gian vườn lan. Cho nên đấy là điều mà chúng ta phải tính toán đến là gì ạ? Treo lan. Treo lan là cách mái tầm khoảng độ 2 mét trở lên các bác nhé. Nên treo lan 2 mét trở lên. Ví dụ chỗ em đất Tây Nguyên, buổi trưa rất là nóng luôn, thì từ mái cho đến cái vị trí mà em đặt những cái chậu lan, nó rơi vào tầm độ 2 mét rưỡi. Các bác có thể là cách tầm 2 mét trở lên là được rồi, nhưng mà với em thì em đang để là 2 mét rưỡi các bác nhé. Đó. Thì như vậy thì những cái cây lan nó sẽ phát triển ngọn rất là tốt, nó không bị nóng nhiều đúng không ạ? Những cái thân cây nó phát triển măng mụt, to, đủ nắng nhưng mà lại không nắng. Thì chúng ta cần phải nắm được là cái vấn đề treo những cái giỏ lan nhé. Nó ngang với hông người. Đó. Ngang với hông người. Đó là cái vấn đề thứ hai. Làm mái và khoảng cách từ mái đến chậu lan. Vấn đề thứ ba. Đó là cách chúng ta trồng một chậu lan. Đó. Có hai cách trồng chậu lan. Một là trồng thân thòng. Theo đúng cái truyền thống của nó, thân thòng. Có nghĩa là chúng ta sẽ trồng cho nó thòng xuống. À, trồng treo các bác này, là những cái ngọn này khi nó dài là nó sẽ tự nó thòng xuống, đấy gọi là trồng thòng đúng không ạ? Còn cái thứ hai là chúng ta trồng chậu đứng. Đấy, trồng cái chậu lan ở trong chậu đứng. Thì cho các bác xem một chút, đây là hai chậu giống nhau. Đây, chậu này và giò trên kia đều là cùng một giống các bác nhé. Nhưng mà mức độ phát triển của nó sẽ khác nhau. Đây chúng ta nhìn thấy cái phần ngọn nó không phát triển được mập to. Đấy, bản lá của nó cũng không thể nào to được. Đó. Nhưng mà cùng một cái giống thì em thực hiện trồng ở cái chậu này. Trồng chậu thì bao giờ nó cũng là tốt hơn, do là nó đảm bảo được cái gì ạ? Cái độ ẩm, cái môi trường nó ổn định, cái hệ thống rễ thì nó phát triển tốt hơn. Em đến gần cho các bác xem nhé. Đây chúng ta nhìn thấy một chậu lan trồng ở trong chậu. Đây, đây là một cái chậu các bác nhé. Đó. Một cái chậu. Thì phần ngọn nó phát triển sẽ lực rất là mạnh và nó ổn định, cực kỳ ổn định luôn, phát triển rất là mạnh. Và cái chậu ở lên đây lá nó nhỏ hơn rất là nhiều. Có thể các bác quan sát thì không để cùng một nơi cho nên là chúng ta quan sát hơi khó, nhưng mà với em thì trực tiếp em thấy, thứ nhất là treo nó ở trên cao, em chưa có hạ xuống được, cho nên cái độ nóng của nó là nó sẽ có. Cái thứ hai là nó trồng thẳng, nó không có sự ổn định về hệ thống rễ, cho nên nó sẽ không thể nào tốt bằng. Từ hai yếu tố đấy, cho nên chúng ta phải thấy một điều, khi mà các bác trồng trong chậu và hạ thấp cây thì nó sẽ phát triển tốt hơn các bác nhé. Đây là một cái vấn đề để chúng ta thấy được, cùng giống, cùng trong vườn nhưng mà vị trí treo khác nhau, trồng khác nhau thì nó sẽ phát triển khác nhau. Đó. Cho nên ưu tiên là trồng, nên trồng chậu và để thấp so với mái thì nó sẽ tốt hơn. Đó. Đấy là cái mà mong muốn các bác nắm được. Đây là bài toán thực tế các bác nhé. Hai chậu lan. Đó. Nhìn nó sẽ khẳng khiu và nó cằn cỗi hơn, lá nhỏ hơn và không mở rộng được. Đề tiếp theo để chống nóng cho lan, đó là gió. Gió là một phần rất là quan trọng đối với cây lan, gọi là phong lan, có nghĩa là nó phải có gió trong đấy các bác nhé. Thì gió thì nếu như chúng ta ở thành phố, nơi mà có cái phần mật độ dân cư đông, rồi nhà cao tầng nhiều, nó che chắn, thì dẫn đến một cái tình trạng là ít gió hoặc là gió tù, đúng không? Môi trường nó bị tù thì nó cũng sẽ ảnh hưởng cây lan. Chính vì điều đó cho nên các bác thấy một số anh em hiện tại bây giờ làm giàn lan thì người ta làm cái hệ thống quạt gió. Đó. Khi mà thời tiết ví dụ như buổi trưa nóng thì người ta sẽ thực hiện gì ạ? Bật quạt lên và nó tạo thành một cái luồng, đấy, luồng gió để nó lưu thông, nó làm cho mát cái môi trường ở đây. Ví dụ như ở thành phố thường là không gian của nó là rộng thì ít mà dài thì có, đúng không ạ? Ví dụ như là vườn lan của chúng ta theo kiểu diện tích là 20 chẳng hạn đi, có nghĩa là chiều rộng có 2 mét mà chiều dài là 10 mét, thì nó tạo thành một cái đường ống đúng không ạ? Thì khi đấy chúng ta có thể là sử dụng hệ thống quạt
Còn em ở hệ thống tinh ở Tây Nguyên thì không cần điều đó. Đấy, rất là thoáng. Đó. Khi mà nắng xuống nóng buổi trưa thì lưu thông ở bốn bên đó, thì nó cực kỳ nó thoáng ở khu vực gần đây. À, nó làm cho không gian nó không bị tù, và cái cây lan của nó phần nhiệt nó tỏa cũng khá là nhanh và nó thoáng đãng, rất là mát các bác nhá. Cho nên là khi mà làm cái hệ thống dàn lan thì chú ý vấn đề hướng nhà, hướng gió và tạo được cái môi trường thoáng. Còn trong một số những cái điều kiện thì chúng ta bắt buộc phải lắp hệ thống gió cho nó. Nói ra thì các bác bảo là đầu tư vậy chơi quá nhiều, nhưng đúng ra là chúng ta phải xác định một điều, cái tiền lan chúng ta mua nó rất là nhiều. Có nhiều bác mua phải nói cực kỳ số tiền cực kỳ lớn nhưng chăm sóc không bao giờ đạt được, bởi vì chúng ta không nghĩ đến cái tiểu khí hậu của nó trước, cái môi trường sống tốt nhất cho nó trước, mà chúng ta cứ nghĩ đến vấn đề là siêu tầm giống hoặc là cây cho thật nhiều. Điều đó không phải. Chúng ta cần phải làm một cái nhà cho cái cây lan trước, sau đó siêu tầm giống, mua giống thì nó ok hơn. Cái cây lan nó phát triển rất là nhanh khi mà điều kiện tốt nhất đến với nó. Cho nên cái việc nó phát triển rồi mình có thể lấy chính nó để nhân giống và trao đổi với những cái dòng lan khác, nó phù hợp hơn là chúng ta bỏ tiền ra để mua giống nhưng ngược lại cái điều kiện của nó không tốt. Còn những bác mà không có điều kiện chơi một cách đơn giản, treo ở gốc cây hoặc chỗ này chỗ kia, thì chúng ta cũng đừng để lại những cái bình luận mang cái tính chất là trái chiều. Bởi vì chúng ta đang hướng đến một cái đối tượng mà chúng ta chơi lan nhiều hơn và chơi một cách chuyên nghiệp hơn, theo đúng cái thú chơi và niềm đam mê của mình là lan. Chứ không phải rằng là các bác nói tiền đâu mà đầu tư được là nó phức tạp đến như vậy. Đó. Cái này thì chúng ta làm một lần rồi chúng ta phát triển nó. Còn cái việc mà chúng ta đầu tư bao nhiêu, nó là khả năng tư duy của chúng ta. Đó. Tư duy của chúng ta không có tiền mua quạt gió, lắp quạt thấy khó khăn thì chúng ta phải tạo cái môi trường gió bằng những cái vấn đề khác. Còn nếu như chúng ta không thể nào làm được những cái điều tốt nhất đó, thì tốt nhất chúng ta nên lựa chọn một cái cách chơi khác không liên quan đến lan. Còn đã chơi lan rồi thì xác định phải đầu tư, phải chơi cho nó phù hợp. Tránh trường hợp cái cây lan nó còi cặp, bỏ tiền nó mua nhưng nó không phát triển được, rất lãng phí. Đó. Thì có nhiều những cái vấn đề nó vậy đấy các bác. Nên là nói ra một điều anh em hay có những cái thông tin nó mâu thuẫn đa chiều. Hy vọng rằng là video này sẽ giúp ích được cho những cái bác mà đang hướng đến cái cây lan và chơi lan một cách thực sự chuyên nghiệp. Phần này thì em nhận được những cái câu hỏi, ví dụ như đại loại như là có cái thuốc nào hoặc cái phân nào để làm cho cái cây lan nó mát được hay không. Thì em khẳng định là không có đâu các bác nhé. Là nó chỉ bổ trợ một phần thôi, nhưng quan trọng nhất nó là tiểu khí hậu các bác, đó là môi trường. Chúng ta phải cải thiện môi trường thôi. Giống như con người chúng ta, chúng ta nóng, chúng ta cũng chả có những cái thuốc gì để mà làm chúng ta mát lên được khi mà môi trường khí hậu nó cực kỳ nóng. Đấy, nó đơn giản như vậy. Con người còn không có là nói gì đến ai ngồi đó mà nghiên cứu một cái loại thuốc mà làm cho cây nó mát, đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là thực hiện cải thiện cái môi trường. Cải thiện môi trường không phải là phục vụ cho mình cây lan, mà bản chất là phục vụ cho bản thân ở mỗi chúng ta, hướng đến cái sự mát mẻ và có cái không gian thoáng đãng, thư thái trong những cái giờ làm việc. Nếu chúng ta mà tạo được cái môi trường đẹp, phù hợp, thấy yêu thích, thì cái khả năng làm việc của chúng ta ở môi trường xã hội nó sẽ tốt hơn thôi. Cách kiếm tiền rất là đơn giản đối với cái xã hội ngày nay, em khẳng định như vậy. Còn cái việc mà chúng ta kiếm được ít hay nhiều thì phải nhìn lại cái cách chúng ta kiếm tiền. Không ai dạy ai cái điều này cả. Việc tưới cho lan nó có làm cho không gian nó mát hay không, nhất là khi tưới vào buổi trưa, thì em trao đổi các bác điều này một cách rõ ràng để chúng ta cùng nắm được nhé. Trước hết là nếu như các bác xem ở những cái video cách đây khoảng độ 2 năm thì em có phân tích là không nên tưới vào buổi trưa. Đó. Bởi vì nó liên quan đến vấn đề là sốc nhiệt, đúng không ạ? Sốc nhiệt. Bởi vì các bác đa phần là đến cây lan là nó hoàn toàn mới nếu như cách đây tầm khoảng độ 2 năm. Nhưng mà khi mà đã chơi lan vào chuyên nghiệp thì cái việc tưới cho lan vào buổi nào cũng được. Trưa, chiều, tối, tất cả đều được.
Có điều chúng ta phải nắm được kỹ về cái nguyên tắc môi trường và ảnh hưởng đến cây lan như thế nào thì chúng ta mới làm. Bởi vì nếu điều này mà chúng ta làm mà không nắm được bản chất thì chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề trái chiều, đó là ảnh hưởng đến cây lan. Em ví dụ ngoài trời đang nắng tầm 39-40 độ, các bác chắc chắn phải ở trong nhà rồi, ngồi điều hòa, ngồi quạt rồi. Nếu bác nào mà thực hiện là gì ạ, tắm phát rất là mát mẻ sảng khoái, các bác thử ra ngoài đứng tầm 5 phút đi ạ, ngoài trời nắng ấy, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta không thể nào chịu được. Thà không tắm còn hơn, chứ còn đã tắm mà có nước nó dính vào người rồi mà chúng ta ra ngoài nắng đứng là cực kỳ nguy hiểm luôn. Cây lan nó cũng thế, trời đang rất là nắng, nhiệt độ cao mà chúng ta thực hiện tưới cho cây lan mà không biết cách tưới là chắc chắn một điều, cây lan sẽ bị ảnh hưởng rất là cao. Đó, đó là vấn đề là nó bị thay đổi đột ngột về cái môi trường độ ẩm. Đó, khi tưới vào nó thay đổi đột ngột, khả năng thích ứng của nó sẽ không cao. Cái thứ hai là nước nó cũng là cái môi trường để nó tạo cái độ nóng, nó dẫn nhiệt cũng khá là kinh khủng đó các bác. Ví dụ như là các bác nhìn thấy ở trên những cái lá là có nước, đúng không ạ? Khi chúng ta tưới trưa đi, thì khi đấy là môi trường bên ngoài nó nắng lên đến 30+ độ, thì ngay lập tức những cái giọt nước này nó sẽ cũng sẽ nóng lên. Và nóng lên thì nó tiếp xúc là đang tiếp xúc trực tiếp với cây lan. Như vậy vô hình dung nó lại đang dẫn nhiệt và làm cho cái cây lan của chúng ta nó không tiếp nhận được nước, mà bản chất ngược lại nó còn bị nóng do nước. Đó, nước sôi lửa bỏng mà các bác, cho nên chú ý điều này nhé. Chúng ta tưới là khi nào, kể cả tưới trưa rất là tốt, nhưng mà khi chúng ta cảm nhận được buổi trưa nó không quá nóng. Cái thứ hai là khi hệ thống vườn lan của chúng ta nó đủ về sự đảm bảo cân đối về độ ẩm, nó duy trì được thời gian rất là dài khi chúng ta thực hiện tưới vào. Cái vấn đề thứ ba là lượng nước chúng ta tưới phải vừa đủ vừa nhiều để cho nó làm cho cái toàn bộ cái hệ thống giàn lan, chứ nó không phải là cây lan, toàn bộ hệ thống giàn lan nó phải mát, tăng được độ ẩm một cách dài, thì khi đấy chúng ta thực hiện tưới vào buổi trưa thì nó mới được. Đó, cho nên là chú ý điều này nhé. Tránh trường hợp bác thì nói là tưới trưa tốt, bác thì nói là tưới trưa không tốt. Cái đấy tốt hay không tốt là do chúng ta hiểu và thực hiện cái cách làm như thế nào thôi. Cái nào cũng tốt hết, nhưng phải nắm được bản chất gốc và cái cách làm cho bác nhé. Cái vấn đề thực tế mà liên quan đến các bác chơi lan thì nó theo vào một cái nhóm đối tượng riêng. Ví dụ như các bác ở thành phố ấy, thì thường là trồng ở trên sân thượng hoặc là lan can ở những cái nơi chung cư, thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì tất nhiên chúng ta phải tư duy để cải thiện cái khu vực đấy nó mát hơn thôi. Và cải thiện như thế nào thì em cũng có những cách chia sẻ. Ví dụ như chúng ta nên đặt ở khu vực ở phía dưới sàn là những cái hồ hoặc là những cái khay chứa nước. Mục đích của nó là nó bốc hơi và tạo cái độ ẩm, nó duy trì được cái độ ẩm. Cái thứ hai ở phía trên là chúng ta có thể nghiên cứu những cái hệ thống phun sương. Các bác lưu ý là phun sương nó khác với là tưới các bác nhé. Phun sương là gì? Là chúng ta sử dụng những cái đầu bếp phun sương và hệ thống máy phun để phun lên, và những cái hạt sương này nó sẽ bắn ra ngoài cái môi trường khí hậu ở bên ngoài, rồi nó sẽ làm cho cái khí hậu bên ngoài nó mát. À, như vậy là cái cây lan chúng ta đã được đặt trong môi trường mát đó thì nó gọi là phun sương, chứ không phải là chúng ta tưới vào cây lan bằng những cái bếp mà có cái mật độ nước dày hơn, to hơn, làm cho cây lan ướt thì chúng ta gọi là phun sương. Không phải nhé. Khi phun sương nó khác với tưới hoàn toàn. Phun sương là phun ra ngoài môi trường, làm cho môi trường nó mát và cây lan nó ở trong cái môi trường mát đó. Nó khác với là chúng ta tưới vào cây lan. Thì các bác có thể là sử dụng ở phía dưới là những cái khay nước để nó bốc hơi lên, nó tạo môi trường mát. Ở phía trên là hệ thống phun sương. Cái này áp dụng thực hiện vào buổi trưa nắng nóng. Còn bình thường thì chúng ta không cần phải phun sương nhiều làm gì. Kể cả phun sương vào buổi trưa, tập trung phun, đã gọi là phun sương thì chủ yếu là buổi trưa nóng thôi. Bởi vì lưu ý một điều, không phải là tưới. Phun sương là làm cho môi trường khí hậu ở bên ngoài nó mát.
Đó. Rất nhiều các bác hiểu sai về cái khái niệm này. À, cho nên chú ý hộ em. Để làm cho cái chậu làng của chúng ta nó mát hơn nữa, nó duy trì được cái độ ẩm tốt hơn nữa, thì chúng ta phải có thể hướng đến một cái vấn đề, đó là tạo cái sự cộng sinh ở trên cái chậu làng của chúng ta. Cái điều này thì khi em nói ra nó sẽ có những ý kiến trái chiều, nhưng mà em phân tích một chút để chúng ta cùng nắm được nhé. Đây đang nói về chủ đề là làm cho cái cây lan nó mát, giảm nhiệt vào mùa hè nhé. Thì các bác quan sát, đây là sự cộng sinh của những cái cây dại, đúng không ạ, mọc ở trên bề mặt. Đó. Thì như vậy là nó sẽ duy trì được cái độ ẩm ở phía trên bề mặt. Tất nhiên ở phía dưới, về nguyên tắc trồng lan thì nó phải đủ độ thoáng cho hệ thống rễ. Nhưng mà trên bề mặt nó, nếu chúng ta phủ rêu hoặc có những cái cây cộng sinh như thế này, thì cái chậu lan của chúng ta nó duy trì được độ ẩm dài hơn, tốt hơn, và nó làm cho cái cây lan nó đủ về cái lượng nước các bác nhé. Tất nhiên khi làm cái điều này thì nó ảnh hưởng đến vấn đề là dưỡng chất. Có nghĩa là những cây dại này nó sẽ lấy một phần dưỡng chất của cái chậu lan, thì nó làm cho cây có thể thiếu về dưỡng chất. Tuy nhiên chúng ta nắm được, hiểu được thì chúng ta bổ trợ nó bằng rất nhiều cách. Ví dụ sử dụng phân bón lá để chúng ta thực hiện phun trên những cái thân, thì cũng làm cho những cái thân này nó phát triển cũng rất to và mập. Cái thứ hai là thỉnh thoảng chúng ta có thể là nhổ những cái lớp cây dại này đi và bổ trợ một cái lớp phân tan chậm vào thì cũng không sao cả. Những cây dại này nó lên rất là nhanh. Đấy. Nếu như mà có thời gian em sẽ thực hiện em nhổ hết. Ở vườn thì em không phải là vấn đề nó nóng ở cái mức độ cao để mà mình phải làm như thế này. Nhưng mà do nó không có thời gian cho nên em không làm được. Nhưng nếu như mà phân tích về chủ đề giảm nhiệt cho cây thì đây cũng là một cái giải pháp khá là tốt. Bởi vì những cái cây này nó phát triển được, điều đó chứng tỏ độ ẩm, độ nóng nó phù hợp, nó không ảnh hưởng đến cây lan. Nó là một phép thử để nói rằng chậu lan của chúng ta có đủ điều kiện phát triển tốt nhất hay không. Để mà giảm nhiệt cho lan thì chúng ta phải, khi trồng chúng ta phải nghĩ đến vấn đề chất liệu trồng và cái chậu. Nếu như khu vực quá nóng, khuyên các bác nên trồng những cái chậu thật lớn và dùng những cái giá thể có khả năng giữ ẩm tốt ở bề mặt, còn phía dưới vẫn phải đảm bảo được cái độ thông thoáng các bác nhé. Những cái chậu lớn như thế này thì nó sẽ giữ được, khi tưới nó giữ được cái độ ẩm nhiều hơn, lâu hơn, dài hơn, thì nó làm cho khi nó bốc hơi, nó làm cho những cái chậu lan của chúng ta nó đủ về cái lượng nước. À, các bác có thể theo dõi thêm một số những cái chậu lan trồng kỳ. Đã, các bác thấy dù là những cái kỳ rất là nhỏ nhưng mà vẫn được trồng những cái chậu khá là lớn, được phủ rêu ở phía trên. Đấy. Đó. Và những cái chậu như thế này thì chúng ta thấy rằng là cái size chậu của nó cực kỳ lớn các bác nhé. Đó. Chậu này là chậu 50, phi 50. Chậu này thấp hơn, phi 40. Những cái chậu cực kỳ lớn, đặt rất nhiều những cái giá thể để duy trì được cái độ ẩm dài hơn, đủ lượng nước cho cây lan. Đặc biệt là những cái dòng cây lan mà nó có độ lớn, phát triển mạnh. À, chúng ta quan sát những cái ngọn của nó. Những dòng này thì ngọn nó lên đến tầm khoảng độ 2,5 đến 3 mét là bình thường. Đây là cây lộc bắc đấy các bác. À, trồng ở những cái chậu rất lớn nha. À, ngọn dài nhất của em năm ngoái đạt được đó là 3,2 mét. 3,2 mét. Đây là những cái ngọn mới. Vậy thì về cơ bản em đã chia sẻ cho các bác những cái giải pháp, những cái biện pháp và phân tích cho chúng ta hiểu rõ để giảm nhiệt cho cây lan, chống nóng cho cây lan. Nó không phải có cái loại phân thuốc nào có thể làm được điều đó, mà cách tốt nhất là chúng ta phải nắm được bản chất và thiết kế những cái giàn lan sao cho nó phù hợp, treo cây sao cho nó hợp lý, và cách trồng, đảm cách tưới, tất cả những cái điều kiện để làm sao đó cho cây lan nó có cái môi trường sống tốt nhất. Cây lan môi trường sống tốt nhất là nó hỗ trợ chúng ta được chiêm ngưỡng, ngắm nhìn cái đẹp một cách trọn vẹn, sự phát triển sinh sôi nảy nở xanh tươi, nó phục vụ cho chúng ta trong cái vấn đề giải trí, cảm nhận về cái đẹp một cách trọn vẹn, từ đó chúng ta làm việc một cách tốt hơn. Đó là cái vấn đề qua lại giữa cảm nhận cái đẹp tự nhiên và từ đó chúng ta có hứng thú để làm việc một cách hiệu quả hơn các bác nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.
Nếu các bác cảm thấy video hữu ích, đừng quên đăng ký kênh để thường xuyên nhận được những cái video mới nhất của em về chủ đề phóng lan, chia sẻ, like để nhiều người khác cùng xem video này. Em xin cảm ơn và chúc các bác sức khỏe.